Và đây, chúng ta bắt đầu đi tìm ẩn số thưa quý vị. Rất là đẹp à. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, còn ngang ngược chưa? Tách con kia xíu tiền. Rồi, có 4 con cóc con và 1 con cóc chúa. Chị chọn đi, số mấy? Chị chọn số 1. Xin mời số 1 bước lên trên. Nó nằm đó em đó em. Lên đây coi giải thưởng của mình đi chị. Hồi hộp. Thằng nhắc ma rồi đó. May mắn quý vị ơi. Rồi, rồi cho 500 ra bên ngoài chị vô đó chị. Mời em lùi lên sau ạ. Rồi rồi, 4 chú cóc ơi, vô đi kìa. Nè, con cóc chúa đi vô luôn. Vâng ạ, à, đây là 500.000 đồng. Em là em hỗ trợ cho chị nha. Để cho chúng ta giờ số. Vâng ạ, à, giờ chúng ta khoan vừa xếp vé. Để cho tình trạng thân sự mình còn khoan lá vé mình giờ lại ạ. Rồi em gái nhanh nhanh lên cho chị nha. Vâng ạ, à, và bây giờ dòng loại kế tiếp. Dòng loại Vĩnh Lộc 30.000 đồng. Và 20. Dòng loại 20.000 đồng. Mua 1 tặng 1. Và nhân đôi cơ hội trúng thưởng lên nha. Nhưng giá trị vẫn vậy, đó là 1.000.000 đồng. Chúng qua đây dùm chị lên đây. Qua đây kêu. Rồi bây giờ em đọc cho chị nha.
dòng lời 261. 261 đúng không rồi? Đúng dòng lời 22. 22 có 1. 15 à? 15 có 2. 47. 47 có 3. 53. 53 có 4. Trời ơi, bắt đi hung không? Bên điều còn hơn BD nữa. Rồi, chị tặng cho em luôn nha. Tặng cho mình trà sữa nha chị gái. Rồi, bên đây tặng cho em luôn. Trai tặng quà nha. Rồi, đây, phong bao lì xì 2.600.000 đồng đã thuộc về chị. Chú còn nhiều quà lắm. Cái voucher từ hệ thống giao khoa Sài Gòn Tâm Đức 1 triệu chị tới đó xài hết 1 triệu thôi nha. Rồi, và bên cạnh đó là một cái phiếu ăn tại 50.000 đồng. Rồi, và bây giờ chị qua đây, chúng ta bắt đầu đi tìm ẩn số thưa quý vị. Rất là đẹp à. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, tôi nghe ngược chưa? Tách con kia xíu tên. Rồi, có 4 con cóc con và 1 con cóc chúa. Chị chọn đi, số mấy? Chị chọn số 1. Xin mời số 1 bước lên trên. Bắt đầu nào. Em đó em. Lên đây coi giải thưởng của mình nè chị. Hồi hộp. Mày nhắc ma người ta. 500.000 Trời ơi, rất là may mắn quý vị ơi. Rồi cho 500 ra bên ngoài chị vô đó chị. Mời em giờ lùi lên sau ạ. Rồi rồi. Bốn chú cóc ơi, vô đi kìa. Nè, con cóc chúa đi vô luôn. Vâng ạ, đây là 500.000 đồng. Giải thưởng 500.000 đồng. Chị may mắn lắm luôn á. Rồi, cảm ơn chị gái rất là nhiều khi đã đến với chương trình đi tìm ẩn số của vị khán giả lâu thương nam. Còn ngay bây giờ, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với những dòng lời cấp tốc. Những dòng lời tụi em xin phép quý vị đã là không hát giữa giờ, cũng như là sổ rất là nhanh. Và tại vì mình còn chương trình đi tìm ẩn số đó quý vị, sổ thiệt là nhanh để nhiều người đọc giải. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình đi tìm ẩn số nha. Còn ngay bây giờ 20.000 đồng mua một vé tặng một vé, bắt đầu do số. Hey, bên à, mua vé thì là cô bác đưa tay lên nhận tiền chủ nha. Dạ, ai mua vé à? Rồi, bắt tay ra. Rồi, mày nhắc mua tiền nhắc được. Dễ thôi. Quay bên nam và bên này với người bên này chia chân này chia chân này chia 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 chân này xuống chỉ một ra còn mấy chị nào mấy chị nào còn xuống chị đây mấy chị nào là mà nghe như cờ ra của mấy còn mấy cờ ra mấy chị nào còn mấy cờ ra còn mấy chị nào còn xuống chị đây mấy chị đây còn mấy chị đây mấy chị đây xin mời cô bác tôi đi nhậu này trở lại đây trở lại đây cùng em yêu số. Ôi số chị nam, cô mấy chị nam ấy chị đây mấy chị đây hết kiếp chưa hết kiếp chưa ôi số chị nam ấy chị đang có mấy chị nam cô mấy chị nam gió ấp về ta tới cái tuổi chú sao nhà má nó ngồi mắt nó không chịu nhìn từ xa em có số ba con số ba em có số ba em có số ba em có số ba con 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 số ba đi đi qua đầu anh sẽ xin con về ra tháo bước ra đi đi qua sông hồ chân ta nhảy disco tóc tóc anh đi đường màu số một điều con số một 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 số gì con số gì đây chiến chiến số năm tiếng đồng hồ bài kêu đứng nhẹ người sống không đau Bốn mươi lăm, 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 bốn mươi l
dòng loại cấp tốc, những dòng loại này tụi em sẽ sổ rất là nhanh của quý vị. Dạ đúng rồi quý vị ơi. Rồi ngay từ bây giờ thì xin mời chị gái bắt đầu bước lên sân khấu và chúng em xin được sát khuẩn cho chị gái ạ. Và Phương Hằng vô đây, vô đây, vô đây. Rồi sẽ thay tay luôn ạ. À. Rồi đây đây chị Phụng giờ nha. Rồi xin mời chị Phụng. Rồi và bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số ạ. Dòng loại 149 đúng dòng loại đúng ký hiệu. Số 6. Số 6 vừa điểm kêu qua. Có 1, 17. 17 có 2. 39. 39 có 3. 48 để đủ hợp lệ chúng ta. Vâng, số 6, 17, 39, 48 và 4 số đủ hàng ngang. Và bây giờ chúng ta sẽ trao qua những tác phẩm. Rồi, lên một chủ nhân đoàn của chị Minh Phụng này. Cho em đó, rồi. Ông quên. Anh đọc giải là anh đứng ở dưới, anh ngại anh lên đa, không lên đây. Rồi em lại đây em dò số với chị nha. Rồi em là dòng loại 107 đúng loại số 6. Số 6 có 1, 17. 17 có 2. 39, 39 có 3, 48, 48 đầy đủ hợp lệ. Vâng, hai chữ nhân kinh tầm phẩm chúng ta chia đều ạ. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ được qua với cái phiếu là ăn 50.000. Rồi chị cảm ơn em nha. Dạ đây ạ. Và đây là cái phiếu, đây là bao thơ, chúng ta kiểm tra tiền luôn đi ạ. Dạ 20.000 đồng thì chúng ta được 500.000, tại vì chia đều á, mỗi người 500.000. Dạ đúng rồi. Rồi chị Phượng Hằng để quay số. Bây giờ chúng ta sẽ quay số. À, anh trai ở dưới trước đi ha. Rồi, rồi anh trai ở dưới trước đi. Số mấy? Số mấy ạ? 15. 15. Rồi, chị gái. Sao chị gái ở đây ạ? Ây da, ô ô ô ô. Còn một bức đớp. Con số 8 cho hả? Rồi. Phụng cảm ơn chị gái. Nè, Minh, xuống trao cho anh trai luôn đi. Anh lén giờ đi chơi BD, anh đâu có dám lên đây. Xong rồi ạ. Em đứng ở đó nha. Đợi hỏi coi số máy. Vâng, bây giờ chúng ta đang với chương trình đi tìm ẩn số. Vâng, mời tất cả các quý vị. À khoan, đợi chung viên lên nữa ạ. Rồi, bắt đầu luôn quý vị. Mấy cái mặt không nào, mấy đứa nói chuyện ơi. Anh ơi, anh chọn số máy. Anh chọn số mấy ạ? Số mấy? Số 1. Số 1. Mời Trương Hà đi. Phần thử sẽ là chúng ta hồi hộp ạ. 5 vé rồi cho rồi Cương ơi, lại trao cho anh trai 5 vé rồi tôi dòng lại sao. Rồi cảm ơn những cái đẹp rất là nhiều.